Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của mười lực Phật là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của mười lực Phật thì chẳng phải là 10 lực Phật vì tánh sâu xa của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát thi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của pháp không quên mất là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của tánh luôn luôn xả là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của pháp không quên mất thì chẳng phải là pháp không quên mất, vì tánh sâu xa của tánh luôn luôn xả thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của trí nhất thiết là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của trí nhất thiết thì chẳng phải là trí nhất thiết, vì tánh sâu xa của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì chẳng phải là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Này xá lợi tử, nếu Đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của tất cả pháp môn đà la ni là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của tất cả pháp môn tam ma địa là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh sâu xa của tất cả pháp môn đà la ni thì chẳng phải là tất cả pháp môn đà la ni vì tánh sâu xa của tất cả pháp môn tam ma địa thì chẳng phải là tất cả pháp môn tam ma địa này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của quả dự lưu là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của quả nhất lai bất hoàn a la hán là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử? Vì tánh sâu xa của quả dự lưu thì chẳng phải là quả dự lưu. Vì tánh sâu xa của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán thì chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của quả vị độc giác là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao này xá lợi tử? Vì tánh sâu xa của quả vị độc giác thì chẳng phải là quả vị độc giác. Xác. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của tất cả hành Đại Bồ Tát là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh sâu xa của tất cả hành đại bồ tát thì chẳng phải là tất cả hành đại bồ tát này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh sâu xa của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật